xin giới thiệu, đây là dàn mini Panasonic BM57. Dàn này full chức năng, gồm có 5 đĩa CD. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 đĩa MD, tất cả đều hoạt động ok. Bát của lo là 10cm, chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Đây là tổng thể mặt sau cả bộ dàn. Lo và âm ly đánh bi quay 2 cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Đây là ngõ out ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Có ngõ USB, nhận dàn làm sao cạc rời. Đối với các bác nào mà hay nghe nhạc lót nét từ trên máy tính thì đây là một chức năng rất là tiện ích để mình nghe nhạc lót nét nha. Và đây là ngõ optical, mình dùng giải mã DAC chuẩn 24 bit. Mình kết nối với Max TV qua tín hiệu quang cho chất lượng âm thanh sạch hơn, trong hơn và hay hơn. Công suất âm ly là 50W, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V. Công suất lo là 40W một thùng, 80W trên cặp lo. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu các bác chuyển đủ 100% thì bên em sẽ tặng cho mình một cái remote học, tức là cái khiển học. Các bác có thể chỉnh được full chức năng trên vàng. Bộ này thì em có khiển zin. Nếu các bác có nhu cầu mua luôn khiển zin thì liên hệ để nhân viên em báo giá cái remote zin cho mình để mình mua kèm bộ vàng nha. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Em còn có bán đĩa CD, bán đĩa MD, nhận chip nhạc theo cầu. Có bán cái anten cắm khuyết sau âm ly nghe được radio AM hoặc là FM. Các bác cần mua phụ kiện, cần tư vấn thì vui lòng liên hệ 0931008099 giúp em. Panasonic BM57. Dàn này lỗi CD, chức năng MD hoạt động ok. Phía sau dàn có ngõ out ít kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Đặc biệt trên amply này có ngõ optical in. Mình dùng cỡ này để kết nối với Max TV qua tín hiệu quang, hoặc dùng cái amply này làm đầu giải mã DAC 24 bit, kết nối với các thiết bị ngoại vi khác cho chất lượng âm thanh chuẩn sạch, nghe trong hơn, hay hơn và chất lượng hơn. Amply này có luôn ngõ USB sao cạc, kết nối với PC, nhận dàn làm sao cạc rời, nghe nhạc lót nét rất là hay và chất lượng. Nghe radio AM hoặc là FM thì cắm anten vào vị trí này. Đây là ngõ out ít kết nối điện thoại, TV, máy tính. Amply và lo đánh bi quay 2 cầu, trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều cắt dãy. Công suất amply là 50W, công suất lo là 80W trên cặp lo. Đây là góc cạnh mặt sau của cả bộ dàn và của lo. Bộ này chất lượng âm thanh rất là hay, có USB sao cạc, có optical giải mã. Em vừa test nhạc Tuấn Vũ qua chức năng optical giải mã. Tiếp theo em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa MD cho các bác tham khảo. Bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc vàng qua tiếng hát ca sĩ Thanh Tuyền. Biên giới anh đi về đâu, sao còn đứng ngóng nơi gian đường kia, rừng chiều ấm u sẽ mưa chờ người về vui chơi.
chiều tung bay phất phới gợi lòng này thì...